Good morning. I would like to acknowledge the most venerable Thich Phuc Thanh and indeed all of his colleagues, the many organisations representing people of Buddhist faith and the Indo-Chinese community. I'd also like to acknowledge some other important guests who are supportive of this temple. I include Member for Footscray, Marsha Thompson, Mayor Sarah Carter, Mayor John Sipek, Commissioner Lewinsky, Senator Scott Ryan. I'd also like to acknowledge some people who have had a lot to do to support this temple over many years, including Senator Stephen Conroy, Bruce Mildenhall, Cook Lam when she was a councillor. It is a pleasure to be here and to read you out the Prime Minister's letter of support and to make some comments. The Prime Minister has written, "It is my pleasure today to join with you in celebrating the grand opening of the new temple building at the Kuan Ming Temple. All of you involved in this tremendous undertaking have much to be proud of. You have faced many difficult challenges over the past years to deliver a building that will serve as the jewel of the community for many years to come. You can be proud that you've helped the Kuan Ming Temple establish a foundation that will help administer to the spiritual life of many, as well as help direct the energies of the people of the west of Melbourne in making a positive contribution to our society." Prime Minister Julia Gillard. And indeed, thank you. The Prime Minister has asked me to relay the following approach, the following comments, that it was out of the worst of times, out of a world war, out of a colonial war, and a civil war that became a war of ideology, that the first boats came from Vietnam to our northern shores. And Prime Minister Malcolm Fraser rightly took the view that the Vietnamese were a people who deserved rescue from a conflict we and others fought in their country. And wave after wave of desperate people came, some perishing on the journey. And those who came were greeted, perhaps sometimes, by the kind of suspicion and resentment with which briefly, but only ever briefly, Australia greets new refugees from war and persecution. And in different times, but comparable times, the experiment, the noble experiment, has grown into the kind of success that has made Australia the envy of multiculturals everywhere. We see, and I see in this temple, a studious, determined, proud and joyous gathering of new citizens in suburbs abundant with relatives from home who have brought, since 1975, to Australia a startling standard of scholarly effort, family loyalty, rich food, puppetry, dance, fireworks, and indeed the expansion of the Buddhist faith, and unfading nostalgia, and has shown their new neighbours in the suburbs of Melbourne and Australia how good it is to be alive and coping bravely, calmly, determinedly in a good new country and then prevailing. All of us guests here acknowledge it is a considerable privilege to be here at this present unveiling of not just a temple, but a monument to that success, that determination, that feeling for home. It is good now to emphasise in troubled times and in interesting times, and in times whose upshot and outcome is not yet known, how blessed we are, how blessed all of us earlier migrants were to know and to greet you on days like this of affirmation and comradeship and neighbourhood. And I would just like to say in closing, Chúc mừng đại lễ, Kant.
Kan Tan Lak, Tan Dai, Hong Bao, Die Quang Min. Duok Tan, Kong Mai Man. Thank you, Honorable Bill Shorten. Kính thưa quý vị, ông Bộ trưởng Bill Shorten, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Hưu mộng kiêm trợ lý thủ quỹ của Chính phủ đã trước hết gửi lời chào mừng đến tất cả chúng ta. Ông đã thay mặt cho Thủ tướng Julia Gillard gửi lời đọc cái bài diễn văn chào mừng của bà đến cho tất cả chúng ta. Bà Thủ tướng Julia Gillard cũng đã nhấn mạnh về những cái khó khăn, những cái thử thách của chúng ta, nhất là của chùa Quang Minh trong những cái năm vừa qua, và sự hình thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện ngày hôm nay là một cái chứng minh hùng hồn nhất về cộng đồng người Việt của chúng ta tại đây. Và bà đã rất là hỗ trợ và khen thưởng cho những cái thử thách to lớn mà chùa của Quang Minh của chúng ta đã vượt qua. Tiếp theo lời của bà Julia Gillard thì ông Bill Shorten cũng đã nói đến với chúng ta về những cái nhân tố đất nước Úc sau những cái cơn thử thách, những cái khủng hoảng về kinh tế, những cái chiến tranh. Khi năm 1975 thì cái chiến tranh Việt Nam và cộng đồng Việt Nam, những cái con người vượt biển đã đến coi như là gia nhập cộng đồng của Úc Châu, đã đem lại cho cộng đồng Úc Châu một cái tinh khí mới. Những học giả, những trí thức, những gia đình cần cù lành mạnh đã làm việc, cần cù siêng năng, và chúng ta đã đến đây để tạo dựng thêm cho chính phủ đất nước Úc một đời sống tươi đẹp hơn, nhất là về Phật giáo của chúng ta đã lúc nào cũng phát triển tâm hiền hòa, dân từ bi, bác ái. Và ông rất là vui mừng ngày hôm nay đến đây, không những là chỉ là đến tham dự cái buổi lễ tại một ngôi chùa, mà ông cảm tưởng rằng là đến đây giống như là đến tham dự một căn nhà, một nhà của một người bạn, của một người thân. Và ông cũng chúc mừng cho những người công dân của Việt Nam trở thành công dân Úc và đã tái lập và đã phát triển tất cả những cái sức lực của mình đến đây để hỗ trợ cho đời sống của Úc. Và cộng đồng người Việt Nam đã chính thức là một cộng đồng, là một thành viên của cộng đồng Úc, và lúc nào cũng trở thành là coi như là hỗ trợ và trở thành những phần tử mà đã đóng góp rất là nhiều cho đất nước Úc ngày hôm nay. Đó là lời phát biểu của ông Bill Shorten.